Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với tin tức mới Và ngay bây giờ hãy cùng chúng mình đến với những tin tức nóng nhất 24 giờ qua Lỡ giải khiến cô gái khác mang bầu khi đang có người yêu Thanh niên vội vã chia tay để làm đám cưới và quả báo đắng chát đến chỉ sau nửa tháng Đàn ông không trung thủy chắc chắn sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp Nhiều người hoàn toàn không tôn trọng chính tình cảm của mình Sau khi gây ra chuyện mới nháo nhào tìm cách để giải quyết nó Tuy nhiên, những câu chuyện đầy dễ tiêu cực thì thật sự rất khó để làm cho nó trọn vẹn như ban đầu. Mới đây, một thanh niên đăng tải bài viết lên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện mình cắm sừng người yêu và nhận về quả báo cay đắng. Chuyện như sau. Chào bà con, năm nay mình 25 tuổi, vừa mới cắm sừng người yêu được một tháng thì quả báo đến luôn. Mình chia sẻ để anh em rút kinh nghiệm. Mình và người yêu cũ yêu nhau 3 năm, từ lúc mới ra trường. Trong thời gian yêu mình, có quen con bé này kém mình một tuổi, xinh xắn đáng yêu, nhưng cũng có người yêu, nên mình và con bé đó chỉ là bạn. Thi thoảng hai đứa nói chuyện tâm sự, nhất là lúc giận dỗi với người yêu, lúc buồn, lúc cảm thấy cô đơn lạc lõng trong chính tình yêu của mình. Cho tới một ngày cách đây hai tháng, con bé đó chia tay người yêu, nó buồn, nó muốn đi chơi để giải tỏa tâm trạng, nó bảo mình đưa đi, Lần một mình từ chối, lần hai mình từ chối, đến lần thứ ba vì thấy nó tha thiết đi rồi còn dỗi lại mình nên cuối cùng mình đồng ý đưa con bé đi chơi. Tiện ngày cuối tuần, người yêu mình vào công tác Đà Nẵng, mình cho con bé đi ăn, đi xem phim, sau đó lượn lờ đến một giờ đêm thì đưa con bé về. Trong lúc đi chơi thì cũng tâm sự nhiều, đến khi đưa con bé về, mình bảo mình về thì nó ôm lấy mình rồi thổ lộ tình cảm, rằng nó yêu mình, có tình cảm với mình đã lâu. Mình từ chối và nhắc đến người yêu, nó nói thẳng nó không thua kém gì người yêu mình cả mình đúng lúc đó đang định về thẳng thì con bé nói thêm đêm nay anh ở với em đi đằng nào chị ấy cũng đang trong đà nẵng chị ấy sẽ không biết đâu đàn ông thì mọi người cũng biết rồi đấy khi cái máu trăng hoa nổi lên mình chả nghĩ nữa ở lại luôn và chuyện gì đến sẽ đến mình cũng không dùng biện pháp phòng tránh vì có biết mà chuẩn bị trước đâu lúc đó cả hai tặc lưỡi nghĩ không thể nào mà một phát ăn ngay được Đến sau đó một tháng thì con bé báo tin đến, giọng điệu rất vui vẻ, rằng nó đang mang thai. Cái thai đến từ hôm hai đứa mình đi chơi cùng nhau. Mình cũng hoảng, mình phi ngay đến chỗ con bé. Họ con bé là thật hay đùa thì nó bảo thật, không tin nó thử quay thử mới cho xem. Mình đứng ngoài WC, con bé cầm quay thử vào. Sau khoảng 20 phút đi ra thì thấy hiện lên hai vạch. Mình nghĩ, thôi chắc quả này là có bầu thật rồi, con bé nó đòi mình chịu trách nhiệm. Mình cũng đâu thể nào bỏ rơi nó được. Tất nhiên sau đó, mình quay sang phía người yêu nói là hai đứa không hợp, bố mẹ mình không cho yêu, toàn những lý do nhảm trước kia mình chưa bao giờ nói. Người yêu mình níu kéo nhưng mình rất khoát, vì chuyện này không thể lăng nhăng được. Sau đó, mình chia tay người yêu cũ đến với con bé này. Trong suốt hai tuần yêu thì mình chăm sóc nào là cho đi ăn, mua đồ ăn thức uống bổ bầu bí, bảo kiêng cái này kiêng ăn cái kia, đưa đi làm, đón về. Rồi mình đề cập đến cưới xin thì con bé bảo để về nói với bố mẹ trước đã và rồi hôm qua đùng cái con bé nó bảo mình là xin lỗi khi mình đang băn khoăn thì nó bảo là chưa có thai mình nhắc đến vụ que thử hiện hai vạch thì nó nói luôn hôm đó em cầm cái que vào là một que mới lúc cầm ra là em cầm cái que của bạn em em chỉ muốn anh làm người yêu để khẳng định với người yêu cũ của em là không yêu nó thì em không thiếu gì người yêu thôi vậy là em dùng anh làm công cụ để chứng minh với người yêu cũ chuyện ấy thậm chí em còn lừa dối anh là có bầu để rồi anh chia tay người yêu mà đến với em rồi em nói như vậy thế em mới xin lỗi anh chứ không em xin lỗi làm gì đấy lý do từ đầu câu chuyện mình gọi là con bé chứ không gọi là em ấy là vì vậy hóa ra mình bị lừa chứ không có chuyện bầu bí nào hết tăng cân chỉ do ăn nhiều và chỉ để trả thù người yêu cũ mà khiến mình ra nông nỗi này giờ nghĩ lại thấy mình quá sai cô gái bên mình suốt những năm tháng ra trường đến giờ giúp đỡ động viên chăm lo cho mình mà vì con bé này mình chia tay nghĩ lại quả báo đến nhanh quá chỉ biết cười cho cái số mình mình cũng sai quá rồi. Câu chuyện đăng tải đã khiến không ít người cảm thấy bức xúc. Người đàn ông không trung thủy, sẵn sàng cắm sừng bạn gái khi có cơ hội đã phải nhận kết cục đáng hả hê làm sao. Cũng may cho nhân vật bạn gái đã sớm chia tay được anh chàng này. Rõ ràng nếu như cả hai tiếp tục ở bên nhau thì cho dù có kết hôn cũng thật khó để đảm bảo anh ta trung thủy gắn bó trọn đời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chúng mình là tin tức mới. Nếu thấy hay các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để được liên tục cập nhật những thông tin mới nhất đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.